chỗ gì các bạn. Hôm nay em đi chợ Cô Giang 30 Tết nha. Đây là nhà chị My nè chị My ơi. Cái nhà chị My là nhà nào á? 159 nó có hai ba địa chỉ luôn á. 159 C nè, 159 B nè, đó. 159 nguyên khu nhà 159 nè. Có cái he salon Phước nè. Ở trên không ai ở. Ở trên thì giống như cho thuê nhà trọ rồi phải. Ở dưới thì làm tóc. Nay người ta chưa có nghỉ. Không có do hả? Ngay trước cửa nhà chị có quán trái cây này cũng ngon lắm. Hôm nay Tết bà nghỉ à. Salon này. À, em có lắm à. Không mua nho hả? Không mua nho đâu. Chị là không lưu gì á. Quên tên. Cũng nhà gần đây luôn. Chợ cũ Sài Gòn nha. Đây, bây giờ mình vô đó mình mua sắm ngày 30 Tết rồi. Nãy mình đi chợ Cô Giang rồi, giờ mình đi ra đây mua nước ngọt và bán xôi, xôi truyền thống. Ở đây thì nước ngọt quốc về. Thank you.
Tết mà đậu thoải mái. Ở chỗ nào mà nước ngọt uy tín nha, mình mua nước ngọt. Chỗ nào dễ đậu xe tí. Ủa đi uống nước gì? Hát gì đâu. Mình đi cuối chợ của mình quay lại đi. Chạy từ chứ mạo. Xuống rồi xuống nè. Ký Tết đó ha, nên là mấy chung cư thì không còn ở nữa. Còn chứ Fanta Well Shot. Lại lên kia mua nè, lên kia thấy nhiều. Mới nhìn nhà mà không thấy người ta trang trí hoa mai, hoa đào gì hết. Không phải về nhà cổ xưa. Ở chỗ nào uy tín này. Cái này có màu không? Nó bé ốp nè. Bé ốp cherry nè, bé ốp cherry phải không? Nào là lạ nữa không? Rất nhiều loại lắm mà. Nè, nhiều. Đây nè, thấy cái nào? Am đúp bubble beer vậy á, xá xỉ á. Xá xỉ có luôn. Đâu đây, lóc xá xỉ đi. Đậu đây không chửi. Không có chửi đâu. Tết có mấy người giữ. Này là chai gì ta, lạ lạ. Này rượu hả? Rượu. Này cốc tay. Ủa cái chai kem này chị bán nhiêu? Không bớt hả? Mới không đó. Hồng đẹp đẹp lắm. Ở đây đủ thứ nước ngọt ngoại nhập. Đó. Thái Lan. Heineken lúc nào cũng để đầu á. Thơm là gì? Fanta cam rồi Fanta thơm. Pineapple. Nó là trái gì? Pineapple. Là trái thơm. Bên kia là khác nha, bên kia là gian hàng khác nha. Là
chai này đẹp mà chai này đẹp có chai này đẹp mà bán 300 nữa mà mua 3 thùng kem thì tặng một chai này. Rồi, thùng nữa đi, thùng gì nữa đi. Thùng là lạ nào nữa đi. Lẽ. Thùng nào? Lấy thùng nào nữa? Này ông thơm nè. Thơm thơm. Ngon không? Ngon. Thùng mới mới luôn nha. Đêm này cũng nhất tình. Nó màu gì ta? Nó cũng màu vàng vàng ha. Ờ vàng, cũng thơm mà. Dạ. Thơm lắm. Thì sao? Hẹn sử dụng, hẹn sử dụng. Mỹ mà mới hàng mới không mày? Hàng mới. Này Thái chứ Mỹ gì? Mỹ chứ Thái gì? Cái này mới Mỹ nè. Còn này không có nào mà Mỹ hết. Chưa? Rồi rồi, hết tiền luôn. Bao nhiêu cầu viên? Bao nhiêu cầu? Ba anh.